xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 26: Ung thư không nên đụng dao kéo. Trước tiên cần hiểu, mổ hay phẫu thuật là một trong ba phương pháp nền tảng trong điều trị ung thư, phẫu trị, quá trị và xạ trị, và là phương pháp điều trị ung thư lâu đời nhất. Đây cũng là phương pháp điều trị hiệu quả nhiều loại ung thư cho đến ngày nay. Như đã biết, ung thư thường hình thành một hoặc vài khối bướu, trừ ung thư hệ tạo huyết mà dân gian hay gọi là ung thư máu. Khối bướu này không có giới hạn rõ ràng với mô bình thường xung quanh, tức là ta không thể thấy đâu là mô ung thư và đâu là mô bình thường một cách rõ ràng. Do đó, để loại bỏ hoàn toàn khối bướu ung thư này, bác sĩ thực hiện cắt bỏ toàn bộ khối bướu kèm theo một phần mô bình thường xung quanh để đảm bảo lấy được hết các tế bào ung thư mà mắt thường không thấy. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể phải cắt bỏ toàn bộ một cơ quan nào đó như vú, dạ dày, một thùy của phổi, đồng thời lấy đi các hạch bạch huyết xung quanh khối bướu. Khối bướu có thể được điều trị chỉ bằng cách cắt bỏ hoàn toàn, có kèm lấy hạch hoặc không là đủ, hoặc có thể phải phối hợp thêm các phương pháp điều trị khác như hóa trị, xạ trị và các phương pháp hỗ trợ khác trước hoặc sau phẫu thuật để tiêu diệt hoàn toàn các tế bào ung thư còn sót lại, hạn chế đến mức thấp nhất khả năng bướu tái phát di căn. Vì những lý do trên mà phẫu thuật ung thư thường chỉ được thực hiện khi bướu còn nhỏ, chưa lan đến các nơi khác giai đoạn sớm, khi đó việc phẫu thuật mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất cũng như tránh tổn hại mô bình thường, qua đó hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thương, khiếm khuyết cho cơ thể. Ngoài ra, việc phẫu thuật còn nhằm các mục đích khác như để chẩn đoán bệnh có phải là ung thư hay không, giai đoạn nào, tìm vị trí của khối u xuất phát từ đâu, xem ung thư đã lan rộng và di căn đến các cơ quan khác trong cơ thể hay chưa, để tái tạo, khôi phục lại hình dạng và chức năng của cơ quan bị tổn thương lúc phẫu thuật, để làm giảm tác hại do khối bướu gây ra, chèn mạch máu, cơ quan hoặc dây thần kinh, hoặc do các phương pháp điều trị khác, chèn, tắc nghẽn do phù nề khi xạ trị, chảy máu do hoại tử bướu khi quá trị, xạ trị, để ngăn chặn phòng ngừa trước khi ung thư hình thành và phát triển. Phần lớn các ung thư khi phát hiện sớm đều được điều trị hiệu quả với phẫu thuật, nên cho đến nay đó vẫn là phương pháp hữu hiệu. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, không phải tất cả các ung thư đều phải mổ. Các loại ung thư hệ tạo huyết hay ung thư máu thường xuất phát từ tủy xương và lan khắp cơ thể theo dòng máu mà không hình thành một khối bướu cụ thể nào. Vì vậy, bác sĩ không phẫu thuật mà sẽ hóa trị, tức truyền thuốc điều trị vào máu, và thuốc điều trị này sẽ đi khắp cơ thể để tiêu diệt các tế bào ung thư. Ung thư khi phát hiện ở giai đoạn muộn, khối bướu đã quá lớn hay di căn đến các nơi khác trong cơ thể, khi đó, việc phẫu thuật cắt khối bướu sẽ không còn hiệu quả điều trị triệt để nữa, do không thể lấy được hết hoàn toàn các tế bào ung thư. Khi đó, bác sĩ sẽ dùng phương pháp điều trị khác, hóa trị, xạ trị, phẫu thuật nếu có, cũng chỉ nhằm mục đích lấy đi phần lớn khối bướu nhằm giúp việc điều trị sau đó thuận lợi hơn. Ngày nay, nhờ các tiến bộ khoa học kỹ thuật, một số loại ung thư giai đoạn sớm, kích thước nhỏ đã có thể được điều trị mà không cần phải phẫu thuật bằng cách sử dụng tia laser để đốt các bướu kích thước nhỏ ở dây thanh, hay dùng tia phóng xạ để tiêu diệt các khối bướu ung thư nhỏ ở các vị trí mà phẫu thuật rất khó khăn hay nguy hiểm như dùng mũi, miệng, cổ, não, tủy sống. Hiệu quả của xạ trị một số bướu kích thước nhỏ đã được chứng minh tương đương phẫu thuật mà ít để lại di chứng hơn, nên xạ trị còn được gọi là phẫu thuật không dao kéo. Một số quan điểm truyền miệng hiện nay cho rằng khi bị bệnh ung thư thì không nên động dao kéo, ý nói phẫu thuật, vì sẽ làm bệnh ung thư phát triển nhanh hơn và xấu hơn. Trước đây, khi các kiến thức về phẫu thuật ung thư chưa đầy đủ, các bác sĩ khi cắt bỏ khối bướu thường chỉ cắt phần khối bướu thấy được mà không lấy phần mô bình thường xung quanh, hoặc không lấy đi các hạch đã bị các tế bào ung thư trú ngụ trước đó. Do đó, sau phẫu thuật, các tế bào ung thư vẫn còn sót và phát triển trở lại. Người bệnh sẽ yếu hơn do phải phục hồi sau phẫu thuật, và các tế bào ung thư còn lại được tự do đi đến khắp nơi theo dòng máu trong lúc phẫu thuật, khiến bệnh phát triển nhanh hơn và xấu hơn. Thêm nữa, trước khi phẫu thuật, do kỹ thuật còn hạn chế, nên các bác sĩ đã không kiểm tra hết được bướu có lan đến các nơi khác hay chưa. Nếu có, thì việc phẫu thuật để cắt bướu tại chỗ thường không hiệu quả mà chỉ làm bệnh trạng xấu hơn. Hiện nay,
do kiến thức cũng như các phương pháp chẩn đoán trước phẫu thuật và kỹ thuật phẫu thuật phát triển, việc điều trị ung thư bằng phẫu thuật đã hạn chế rất nhiều những vấn đề trên, nên quan niệm động dao kéo trong ung thư đã không còn đúng nữa. Sự thật, phẫu thuật hay dao kéo đóng vai trò rất lớn trong việc điều trị ung thư. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trương Đức Hoàng. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Bằng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.